Ngay lúc này, một vị sư bất ngờ bị đuổi khỏi đoàn đi theo thầy Thích Minh Tuệ, tiết lộ một sự thật bất ngờ đối với những người đi theo thầy. Quan trọng sao dầm mưa may ư có một buổi chờ. Chưa nói quan dầm mưa may ư có buổi chờ không? Con không xin được thầy nữa. Con có nhắc thầy là nói vậy không hả? Tu thì quá mấy quý sư phải bỏ cái tên xong lại. Đấy con bận đi thì sư phải quay sư bày cho nói giùm. Tại muốn dục thêm tiết không? Phải quý sư nổ xong không? Mấy sư nổ xong rồi. Đúng không? Con cái này con nói sự thật. Cho con nói tim nó bớt vậy đó. Rồi bởi con vô con tim sau thì sư kêu ngày sư một cái trước hai. Bây giờ có cái đại con đường tay trái nên là cái tắt không được. Tay trái nó quấn lại vô mấy ông ai bài con đâu biết con quấn. Con có quấn được hai lần trong quyết định quấn. Đấy con quấn lại sư kêu nói giờ sư muốn dục thêm tiết không? Con trả lời. Ừ, nhiều phân tuyết có 800 mấy chục cây số lần con đi bộ thất tịch vậy. Thôi được rồi, theo con nói. Con cứ thầy đúng rồi. À, thì con vô và thầy đúng ra thì con nói thôi. Nói chuyện là con nói xa đâu. Con hỏi các thầy chuẩn bị về thầy này. Thật ra con cũng không biết là thầy có gì đấy. Nhưng mà con thầy cho con là thầy này không có mưu cầu, mưu cái tâm cầu đạo. Thầy không có cái tâm để đắc y ấy, đến ngay cả cái y thầy cũng không quan trọng, không muốn đắc. Quan trọng sao dầm mưa may ư có một buổi chờ, chưa nói quan dầm mưa may ư có buổi chờ không? Con không xin được thầy nữa, con có nhắc thầy không là... nói vậy không hả? Tu thì quá, mấy quý sư phải bỏ cái tên xong lại. Đấy con bận đi thì sư phải quay sư bày cho nói giùm. Tại muốn dục thêm tiết không? Phải quay sư nổ xong không? Mấy sư nổ xong rồi, đúng không? Con cái này con nói sự thật. Cho con nói tim nó bớt vậy đó. Rồi bởi con vô con tim sao thì sư kêu ngày sư một cái trước hai đi sao. Rồi con đi xe sao Phật tử thì mấy sư đi đâu thì đi con đi phải tiếc con bộ hành phải tiếc thôi. Chứ là tu thì cái tâm mình phải an lạc. Con không biết thì sư bày. Nãy sư con cái này chắc con mới bay qua được kêu cấp. Sư cũng bày con mà sư nói là tại có gì phải tiếc không. Con nói đúng chứ con nói sai. Giờ là con đi nhiều bộ hành gì pháp thuyết được cho con nói xấu giờ tài. Con nói là con nói đúng, con có ý đúng. Thì lúc mà vô con nói với sư này lúc mà vô sư, con hỏi sư rồi. Hỏi tài ơi con còn sàn tội, tài nói sàn tội giữ tấm giới. Sao đè đâu? Con làm ngủ liên, ăn liên thì con vẫn ngủ liên, ăn liên con cần cờ mấy sư chỉ từ tới kia đâu, con vẫn cách sai liên ra thôi. Con vẫn cố gắng. Con gắng cầu đạo mới từ thân tiết của lỗi con ra tới Hà Tĩnh như ít tuổi vậy. Dạ. Chưa con tức rồi hết duyên rồi tông vợ. Vâng, thầy... Con nói gì đâu, con nói xong rồi. Dạ, đúng rồi. Tôi được rồi. Cho tiền bạc rồi con không có lấy. Để cho sư giải thích đi. Rồi, sư giải thích rồi. Con không có gì thầy nữa. Hồi chiều là con đã nhắc thầy một cái vào thì được đi. Đấy là con có phải là sư phụ bảo là những ai mà không tắt đi đúng không thì sẽ không được đi cùng đi à, đi sao đúng đi sao nhưng mà giờ sư không cho con đi sao luôn kêu đi tự đi liên một mình mình đi sao phật số phật tử thì mình không đi theo phân đoàn để con vô thì sư kêu là nó không cho vô rồi mà đó để con vô thì sư kêu không cho con vô tính sư đó luôn đúng không con không phải la thôi la con đi con đừng con đi bộ giới ý của anh ơi thầy ơi con cũng may hôm qua này để quần con cũng may xong hôm này sáng nay con được con không nhận được thầy nữa tức là theo chúng con á theo các thầy và sư phụ của con là thầy này không có cái tâm cầu đạo không cố gắng đắc y và không cố gắng chư giới thầy đi cũng được mấy ngày rồi chứ đâu phải được một đấy là sư á mới vô á con đi rồi con có sao nó vậy mới vô là ngày đầu tiên tấu á con lộn nói sư sư ơi con sẽ giữ con sàn tội được không sư nói được giữ tám giới cũng được rồi á à, con vẫn giữ tám giới chứ con trong khi ngủ con có tắt nguồn tội không còn cái đầu sáng sớm mà còn mở lên con coi giờ chiếu ngủ cháu có bao giờ cầm chuông mở chuông gì không thập giới thôi được rồi con không thấy mình đó là thầy đâu con không thấy là con không có nói tức là con chỉ thông báo thôi là thầy này sẽ không đi cùng tăng đoàn của chúng con nữa dạ con sẽ đi không đi cùng nữa con sẽ đi một mình con không ăn cùng ngủ cùng không sinh hoạt cùng bởi vì thầy con đã nói là giữ tám giới thì sư kêu ở tám giới cũng được giờ này sao để cho sư này biết nha sư ơi
bởi vì thầy này không phải là tụi con hay là các thầy khác mời ra, mà vị này là do chính là sư phụ của con mời ra, và sư phụ của con cũng quan sát trong cái quá trình tu tập nhiều ngày rồi, chứ bằng một sư phụ này cho con nói hết đi vậy cháu, sư hai cho con hết đi. Đấy, đây là con cũng may là con tường con cũng quan hết rồi này, con chỉ còn cái quần này thôi. Thật ra sư là sư có một cái y rồi, y lành mắt luôn. Sư ơi, mà con cho nghe nói là sư bên tẩy đâu có nhận đệ tử đâu, sao mà sư nói là sư bên tẩy đệ tử thầy con hoài sư. Thầy con là con tôn trọng thầy con thì con gọi là thầy. Thầy cũng đã nói là nếu mà sư nào á đi được thì đi, không đi được thì cũng tự đi về. Dạ, tự giờ còn cái này là mấy sư tứ đại diện dưới nói là sư bên tẩy, mà sư bên tẩy không. Thầy con có mời thầy này đi sau cho Phật tử. Mời thầy đang quen chứ sư có cái gì mà vẫn không vậy? Thầy con mời và con cũng mời. Thì bây giờ để cho thầy nói. Đúng không? Đúng ok không? Đấy. À. Thầy cứ nói. Chứ sư bên tẩy cũng đã nói rõ là không nhận đệ tử. Đừng có mang danh là nói là đệ tử thầy mà. Thông thường là em nhớ là những cái chuyện trọng đại như thế này là chính miệng sư nói đó nha. Em nói như thế này là ở đây là không có tăng đoàn gì cả. Không có thầy bên tẩy tự đi một mình thôi chứ có tăng đoàn gì cả đâu. Đừng có ghét vào cái tăng đoàn ở đây. Không ngủ, không ăn ngủ. Dạ, con ngồi đúng không ạ? Dạ, cái đó là cái điều bình thường nhưng mà đừng có nói ở đây là sư bên tẩy. Bây giờ cái gì để sư thay sư là bây giờ mấy sư là đi theo sư bên tẩy. Thầy không nói xấu gì sư đâu, nghe nhất sư yên tâm, con nói xấu cái đầu đúng quần nói sự không rồi con dừng sư con không nói xấu sư yên tâm cái đầu đúng quần không nói sư tại các bạn rồi. Bây giờ mình còn đi chung nữa không mà sư thầy nói như vậy từ đâu con ai, không đi chung đâu nói á, đúng là ai là người đứng ra nói thầy lại nói đó, thầy đó đâu có quyền đăng dạ. Nhưng mà bắt đầu vô con đi một ngày đầu á con hỏi sư minh tự ông vàng, con nói là ngày minh tự á. Con nói con có được con có được xài tội ông sư. Dạ. Sư nói là sư nói một câu là con không có nhập đệ tử, ai muốn gửi gì đi mà muốn xài tội xài, nhưng mà mở nhạc nghe, mở nhạc được phạm giới, bên trong giới cấm nghe nhạc á, phạm giới chẳng xài tội bình thường. Nhưng mà con đi mấy ngày con tắt nguồn không thôi. Nếu mà sư thật sự tu á, sư đúng rồi. Chừng nào sư bên tẩy nói á, sư thì là nhưng mà hồi nãy á, ngày nãy xong với con, sư đã nói xong với con luôn đó. Tại vì con mấy y hôm qua con dập mưa một buổi luôn, từ 11 giờ sáng mà không biết tới 5 giờ chiều mới xong. Sư là hồi nãy là ai là người mời sư ra khỏi cái đoàn của mình? Sư bên tẩy đó. Mời sư con. Con nói xấu với sư bên tẩy, tại đi, con nói xấu với sư bên tẩy đâu. Tại con nói cái đúng rồi, chứ con nói xấu. Bây giờ hồi nãy con ăn ấp đi. Mấy sư kia bày đắp cái là sư này sư có sư nói thì đắp còn tại chưa đi đâu, đi mới đắp kiểu như mấy sư là sư kia mới qua nói là ngài muốn gì, tại muốn gì phân tiết không, tại muốn gì phân tiết không, con nghe giúp vé đừng tại vừa ngay lập tức liền. Ai nói đó, tại nãy đổ xăng không? Thầy đổ xăng không? Ông có quyền gì không? Mà ông không phải đổ xăng như vậy không? Cô nói tu mà đổ xăng làm gì? Như tu là tu tâm tu lấy chứ không phải lấy tiếng đâu mà mấy thầy muốn đổ xăng. Đó là cô nói vậy á. Trời sư á, giờ nãy con vô ai mấy người kia đi sao dẫn là tiếp sau vô sư kêu con ra ngoài. Đó mới bước vô sư kêu con ra ngoài mà. Đấy, thấy rõ ràng sư cho con ra ngoài mà. Sư xác nhận là đúng rồi. Sư đeo kính nói là hỏi sư có thích về phán quyết này đó. Đúng mà may cái này này, đúng mà may cái này này. Tức là con nói xấu sư đâu. Tức là sư có giữ giới gì không? Có làm cái điều gì mình sai không? Không, con có vô phạm giới, con vẫn ăn ngày một bữa mà. Con chỉ có sai tội nhưng mà con chỉ sai tội là ba sáng dậy mở nguồn lực đấy, còn nó chưa tới 5 giây là tắt. Cũng như mình coi giờ đúng không? Dạ. Còn mấy sư này con không, ở tù xài điện thoại thì sư Minh Chí xài. Sư Minh mấy người quăng ở đầu. Quăng hồi nãy cũng xài mà. Quăng ở đầu, quăng ở đầu, quăng. Nhưng mà mấy sư vô con ạ, hỏi sư vàng mà con xin sư minh tội đó không sao, giữ tấm giới. Nếu như mà mỗi lần ăn là còn cách xa la vậy hết trơn rồi, là sao đổi sư ra được? Tại vì người ta không thích con. Lý do là sao mà sao là không thích, mình đi tu nha, sao là không thích? Nhưng dù rồi, đó này, may cái này con hỏi, thì người ta kêu tự biết tính toán may rồi, con tự may luôn. Đầu á, ai nói là tôi cũng biết tính toán may. Mấy sư trong đoạn, với phần nữa là đó, bày cái này với đắp này có một hai sư thì đừng tại bày con đắp mà kiểu như là đắp không được con tự nó trái quấn như này quấn gì cái da trái mình quấn như vậy sao nó khó quấn
là đấy đắp đắp con cuộc ra thì sư kia nói có muốn gì không, có tiếc không, cũng mới nói là sư tu mà nổ xong, cũng mới nói một câu á, giờ gì xảy ra cũng cái con hả có tâm cầu đạo, tại vì con nói con đi học đạo, con chưa biết Phật là gì, con có bán xe từ Phan Thiết 500 ngàn bắt xe thẳng ra ngoài Hà Tĩnh 600 ngàn, 600 ngàn tôi bốn thì sáng dầm mưa tới tôi đi tại 5 ngày nay giờ xuống tóc cũng xuống may quần con cũng may y con cũng tự may luôn rồi giờ không cho đi chung tôi với con đi bộ một tí rồi bây giờ là mình sẽ hành trình đi bộ về Phan Thiết luôn. Dạ. Yeah. Hành trình đi bộ về Phan Thiết. Thôi bây giờ nếu mà vậy thì thôi mình sẽ hành trình một mình đi. Dạ. À, mình sẽ đi riêng một mình. Dạ. cứ lội bộ khi nào mình mệt á thì mình nghỉ. Dạ, không là cho tiền sương bắt xe mà. Xe về được không? Dạ con nếu mà giờ hết chuyện thì tao cũng xin bắt xe về luôn chứ con mệt nữa. Bây giờ sẽ còn tiền đi về không? Dạ. Bây giờ sẽ còn tiền về không? Không có được quên đi. Quên hết luôn rồi, còn tiền chỉ còn điện thoại mà. Còn tiền về không? Sư không còn, bà sư định đi phải về. Tiền. Bây giờ sư thuật lại cho con cái nguyên văn hồi nãy là ngày xưa Bắc Kiến nói gì, sư thuật lại nguyên văn cho con nghe. Sư Bắc Kiến mẹ à, có xong nó vậy. Lúc nãy quá ốc cùng qua tập copy á, tập copy kiểu như mấy sư á là cái sư kia nói không tài chưa đi, ở lại ngày mai tài mới đi, mình đắp như còn thôi là cũng bắt chước đắp gọn. Quán gọn cái này đó. Sư qua nói tài muốn dịp Phan Thiết không? Còn giúp tài một giấy tài dịp Phan Thiết ngay lập tức. Đó từ tài nó nói vậy luôn, tài cũng nói sư tu mài sao sư xong đổ xong quá. Con biết sư bày chứ tài có đi liền đâu mà FB. Mà con cũng chưa biết đắp, tại cái y này cũng mới bay qua xong nó biết đắp được, sư từ 6 năm rồi, mình mới học mà xong biết được. Rồi sư có mấy sư trong đó rồi, chuyện đó. Nhưng mà sư Minh Tệ không có nói, đúng không? Ngày sư Minh Tệ nói mấy bữa con vô á, ngày đầu là con xin xài điện thoại là ngài cho. Bây giờ ngày nói là gì? Trong đoàn này tu giữ giới rồi, ví dụ như cái tấu tài ngủ á, thì lại gặp điện thoại này quay sao? Nó còn không có quay. Đó, sư nói nếu mà thầy còn xài điện thoại thầy với tôi này ra khỏi đồ. Thầy một là thầy đi trước, còn không nữa thầy tự đi một mình thầy. Đó, sư nói gì cũng mới la nãy là con phải làm sư chào mặt kiến nói nha. Sư Minh Tệ đó là nói trong lực là có vậy. Sư chờ là sư là bắt xe về đúng không? Dạ giờ cũng về nhà chứ. Giờ để con nói sư nghe này. Ở đây là tư sư đi theo đúng không? Dạ tự cũng đi theo mà. Mà thầy Minh Tuê là coi như đâu có nhất đệ tử hay là như thế nào không, đâu mà đi theo đoàn. Đó giờ mới kêu đội theo đoàn đó. Là tử mà một phải bắt mây y có y có quần như vậy mới được cái theo. Bữa nay không ai ai theo là không sư cho phải bật. Cuộc mình phải tự may một cái y này qua cũng tự là ông bắt mình không cho đó thứ là sư luôn mình tự luôn á con có tự may cái y này và cái quần này cũng may được chưa này cũng y này may qua ai làm có cho những cái lời không ai làm chứng đâu tại vì còn tự may lại giấu may rồi nó giấu kim nhưng mà sư Minh Tệ đâu có nói là gì đâu đúng không. Với lại sư Minh Tệ nếu mà muốn theo sư là phải tự mình may một y và một cái đó cũng đúng nói sai cho nên nó cũng tự may cũng đi mà mấy sư kia thì không thích con thì dạ thôi rồi thôi vậy mình cứ về thôi sư ơi không sao đâu giờ xin cho đó cái này là tu là tu cùng anh không phải là đi chung là huynh biết tu được một mình vẫn có thể tu được huynh muốn học tu thì tự huynh đi nghe nè chứ không phải là phải đi theo thầy Minh Tuệ thì tu biết là huynh biết tu được mà nếu như mà huynh phát ngôn như vậy là con nói xấu với ngài con đi con học cái cách của ngài thôi là cách tịnh tâm rồi thôi tại thấy cái ngài con chọn trước khi đi là huynh là tìm huynh muốn nói gì đó huynh phải nói cho thật chuẩn trước khi đi là huynh là tìm hiểu chưa huynh ra huynh nói tìm hiểu trên YouTube với Facebook đó là con mới ra đây con thấy ngài đi bộ ngài nói ngày nào không nhận đệ tử con cũng xin vô giờ mấy sư này đủ con la thôi tức là đi chung thôi chứ phải xin vô hay là xin ra ở đây.